Đơn độc trên tay cùng 17 đội hút hót đông đảo khác, bạn phải là người rất đặc biệt và cá tính. Các cô gái của bức nhảy City đã làm được điều đó. Thấy lửa, em nhìn anh thấy trong hai cái mắt của em, anh cũng thấy lửa. Wow! 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 Beautiful! Em đã mang tinh thần của Pasadena Play, cái lửa của Latte, mang được cái ngôn ngữ đó vào một cái màu sắc của múa dân gian một cách đương đại bằng ngôn ngữ quốc tế. Cảm ơn em.
sạch sẽ. Nhưng câu hỏi còn lại cho các em, các em được vào phòng trong đó là các em sẽ làm gì để thực sự là nổi bật? Không biết là cái bài của tụi em diễn đến mức nào thì mới thỏa mãn được cho tất cả mọi người ở đây. Nhưng mà em xin cam đây một điều là nếu như mà em có được vô vòng trong thì gần như sân khấu này chắc chắn em sẽ nhảy cho sọt sàng đó chị.